Và trước tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung hiện nay thì Bộ Công an đã có công điện gửi thủ trưởng các đơn vị và giám đốc công an các tỉnh để chủ động ứng phó. Công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình liên quan đến mưa lũ để kịp thời ứng phó, phát hiện xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai, vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở, bố trí lực lượng, cảnh sát giao thông, công an xã, hướng dẫn phân luồng, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ xảy ra sạt lở. Thực hiện tốt công tác 4 tại chỗ, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và lực lượng công an cơ sở là lực lượng chủ công trong công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Chủ động ra soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn, hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, kỹ năng ứng phó khi có sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ và hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết. Có phương án đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ đến công an các đơn vị địa phương, nhất là cấp cơ sở, đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về Bộ theo quy định.